bông rua các khán thính giả của The Reviewer. Hôm nay tôi sẽ không lôi phim ra để trêu, tôi sẽ lôi diễn viên ra để trêu. Và nhân vật chính của ngày hôm nay sẽ là kẻ thắng được mọi kèo trên phim ảnh, nhưng không bao giờ thắng được một tờ giấy: The Rock. The Rock tên khai sinh là Dwayne Douglas Johnson, sinh ra tại vương quốc nhiều nắng Cali. Mẹ anh khi xưa đang bôi kem chống nắng bỗng vấp phải hòn đá và có bầu, liền đặt tên đứa bé là The Rock. Tôi hy vọng là bạn biết tôi vừa đùa. Dwayne Johnson là con trai của nhà vô địch đô vật người Mỹ gốc Phi, Rocky Johnson. Ông ngoại anh là tù trưởng và cũng chơi đô vật. Mã gen tốt của hai người đàn ông thế hệ trước đã tạo cho The Rock một nền tảng ngoại hình vượt trội. Đến nỗi mà khi The Rock 15 tuổi, anh có thể tự đi họp phụ huynh cho chính mình. Và ngoại hình vượt trội thế này không chơi thể thao thì hơi phí. Anh là một hậu vệ xuất sắc tại trường đại học Miami với bộ môn bóng bầu dục. Thể chất tuyệt vời đã đưa cuộc sống của The Rock đến bước ngoặt. Đó là thay vì đến với giải bóng bầu dục NFL thì anh quyết định theo đuổi WWE, Liên đoàn đấu vật thế giới. Dù ở bộ môn thể thao nào, The Rock cũng chứng minh rằng mình sinh ra là để thành công. Đến mỗi giải WWE thôi thì anh cũng giành giải tận 8 lần rồi, và được coi là một trong những vận động viên đô vật nổi tiếng nhất lịch sử, bên cạnh Hulk Hogan và Bret Hart như mọi người tiền nhiệm của mình. Khi đã có tên tuổi và được nhiều người biết đến và thấy rằng mình không thể mặc quần bó vật nhau với đàn ông cả đời, The Rock quyết định dãy hướng sang con đường mới, đó là điện ảnh. Thật ra thì trong quá trình tham gia đấu vật, Dwayne Johnson đã manh nha con đường trở thành một diễn viên với bộ phim tài liệu đầu tiên về ngành có tên là Beyond the Mat 1999. Thuở mà anh còn nhiều thứ, kể cả tóc, bộ phim khai thác vào những hành trình sau ánh hào quang, những buổi tập luyện, những chấn thương và cả những khó khăn của những múi cơ di động dưới góc nhìn của ba đô vật, và một trong số đó là nhân vật tiêu đề. Hai năm sau, tức năm 2001, Dwayne đã được thử sức với bộ môn điện ảnh thực sự. Không những thế, nó còn thuộc một series ăn khách là The Mummy, hay còn gọi là Xác ướp Ai Cập. Tuy chỉ được đóng một vai nhỏ là trùm cuối vua bọ cạp, với CGI xứng đáng là đối thủ của bóng đè. Nếu ở The Mummy Return, The Rock được hiện lên là một nhân vật 3D múa may điên cuồng, thì một năm sau, tức năm 2002, anh đã được Người Thật Việc Thật, tiền truyện của Xác ướp Ai Cập nói về vị vua bọ cạp trong truyền thuyết. Và hành trình để anh trở thành một nhân vật 3D đã được hé lộ. Đó là một câu chuyện không quá mới mẻ nếu đem so với Hoàng tử Ba Tư hay bất kỳ câu chuyện nào có hơi hướng thần thoại xuất hiện nhàn nhản trên các trò chơi điện tử. Nhưng bộ phim đó lại phần nào thể hiện được thế mạnh của The Rock. Anh hiện lên uy nghi, sừng sững và có tóc sau tác phẩm điện ảnh hơi được chú ý đó. The Rock miệt mài đóng những bộ phim tiếp theo mà không có tiếng vang mấy. Mà thứ vang duy nhất vào thời điểm này cho đến mãi về sau là ấn tượng về một đô vật đóng những vai chuyên đấm 5-6 ông cùng một lúc với một biểu cảm rất là bánh cu đơ. Thậm chí nói một cách nghiêm khắc thì anh gần như không có biểu cảm, hay có thể gọi là biểu cảm The Rock cũng được. Cảm thấy bản thân cũng hơi nhàm chán. The Rock đã có một vai diễn đi ngược lại với hình tượng mọi người thường nghĩ về anh, đó là Tooth Fairy 2010. Theo như người bạn chí cốt Kevin Hart thì anh này nói rằng Tiên Răng là bộ phim tởm nhất của The Rock. Cho đến mãi sau này, The Rock cũng không chia sẻ lý do thật sự anh tham gia bộ phim này. Trong phim, anh hiện lên là một người cầu thủ bóng bầu dục thất phu, và thế là anh trở thành Tiên Răng. Sau đó là cuộc hành trình để trở nên tốt hơn bla blo với người con của cô bạn gái, một câu chuyện quen thuộc nhân văn khi xưa. Tuy bị bạn thân trêu rất nhiều về việc tham gia bộ phim đó, cộng với những lời đàm tiếu từ các nhà phê bình, nhưng Tiên Răng lại là một bộ phim đủ để thu hồi vốn ở rạp, khi có doanh thu hơn gấp đôi so với chi phí sản xuất. Bộ phim cũng là tiền đề cho hình tượng bảo chứng phòng vé của The Rock về sau. Sau một vài bộ phim không đáng chú ý, The Rock tiếp tục tham gia vào series phim đình đám Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm của Mr. Gia Đình Vin Dầu Khí. Và sau đó là rất nhiều những sự cọ sát giữa hai người. Tóm lại, cái drama này là kiểu một rừng không thể có hai anh hói. Nhưng mà chúng ta sẽ nói về vấn đề này sau. Tiếp tục về The Rock thì ngoài phim người đóng, anh cũng tham gia lồng tiếng cho các phim hoạt hình. Nổi bật trong số đó có thể kể đến Moana, một bộ phim hoạt hình ấn tượng kể về hành trình của Moana và cách mà cô gái này bảo vệ những người dân trên hòn đảo, hay Có Ý Nghĩa Như Gia Đình Của Cô Bé. The Rock lồng tiếng cho Maui, một á thần, người đồng hành cùng nhân vật chính suốt cả chặng đường. Có một điều thú vị nữa là tạo hình của Maui khá giống với The Rock ở ngoài đời thực. Và sau đó anh còn lồng tiếng cho siêu khuyển Crypto trong DC League of Super Pets. Nhưng mà làm ơn, đừng gọi anh ấy là chó nhé. Năm 2022 là cột mốc khi anh hói tham gia vào thị trường phim siêu anh hùng. Anh được đảm nhận vai phản anh hùng Black Adam. Nhưng đen như cái tên của mình, nhân vật này chỉ có một phim và không phát triển thêm nữa, vì vũ trụ DC sắp bị reset sau sự kiện Flashpoint. Thời điểm mà The Rock tham gia vào thế giới siêu anh hùng cũng là thời gian mà phim siêu anh hùng cũng có dấu hiệu thoái trào. Vừa rồi là sơ lược con đường sự nghiệp của The Rock. Ở phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu đôi chút về đời tư của anh. Ở trên, khi điểm qua về cuộc sống của The Rock, ta có thể thấy anh xuất thân đơn giản, cuộc sống cũng nhiều thành công đến dễ dàng. Nhưng sự thật thì khi mới 15 tuổi đã cao 1m9 và nặng 90 cân. The Rock từng bị cả bạn bè lẫn thầy cô xa lánh vì trông anh như người có thể bẻ cổ họ dễ dàng nên họ sợ. Chính anh cũng kể lại rằng nhiều người cứ tưởng anh là cảnh sát chìm, giống như trong bộ phim 21 Jump Street. Vậy nên những tháng năm ngồi trên ghế nhà trường không hẳn là những ngày tươi đẹp nhất đời anh. Nhưng đó vẫn chưa phải là vấn đề lớn nhất. The Rock thậm chí còn từng bị cơm áo gạo tiền ghì sát đất khi bố mẹ của anh bị trục xuất khỏi Hawaii. Kể về thời gian này, The Rock nói rằng anh từng phải ăn trộm bít tết ở cửa hàng tạp hóa. Dù là tạp hóa nào bán bít tết thì anh không nói,
Cuộc sống cùng quẫn đến nỗi mẹ của anh từng nhiều lần cố gắng tìm đến cái chết. Thời gian lúc dậy thì cũng không mấy tốt đẹp với The Rock. Như anh đã nói, anh đã trở thành ngôi sao bóng bầu dục ở trường. Nhưng rồi những chấn thương liên tục hành hạ khiến cho sự nghiệp chơi bóng của anh tiêu tan. Điều này đã khiến anh bị trầm cảm trong một thời gian dài. Nhưng may mắn thay, anh có một người cha tuyệt vời. Chính ông là người đã thuyết phục con trai dần đi theo con đường truyền thống của gia đình. Đó là trở thành một đô vật. The Rock đã trở thành một đấu sĩ sừng sỏ, tiếng tăm và thành công rực rỡ. Hơn nửa đời người cố gắng. Đến năm 48 tuổi, anh bước sang điện ảnh. Và đó cũng là lúc The Rock tiếp nhận những trái ngọt. Bên cạnh công việc thì cuộc sống hôn nhân của The Rock cũng nhiều sóng gió. Anh từng có một đời vợ là Danny Garcia. Hai người có một con chung nhưng sau đó đổ vỡ. Sau này anh gặp được một người đặc biệt, đó là Lauren Hashian. Hai người có với nhau thêm hai cô công chúa xinh xắn. Và sau 12 năm bên nhau, hai người đã quyết định tổ chức một đám cưới nho nhỏ. Sau ánh hào quang nơi sân khấu, The Rock khi về với mái ấm là một người chồng, người cha rất ấm áp. Anh cũng hay chia sẻ những video đáng yêu của mình vui đùa cùng các cô con gái. The Rock còn là một người vô cùng nghiêm ngặt trong việc tập luyện để có thể duy trì được cơ thể lực lưỡng dù đã bước sang tuổi ngũ tuần. Là một chế độ ăn và luyện tập vô cùng đều đặn. Và nếu đống ảnh Insta của anh đều là thật thì cheat meal của The Rock đủ để nuôi sống một người trưởng thành trong một tuần. Anh chia sẻ rằng mình dậy rất sớm để tập luyện, khoảng 3:30 sáng là anh đã tỉnh. Thường thì anh không có nhiều thời gian để ngủ, khoảng 5 tiếng là đủ. Việc dậy sớm như vậy giúp anh có nhiều thời gian hơn trong ngày. Tập luyện vào buổi sáng ngoài giúp duy trì cơ thể săn chắc, nó còn là liều thuốc giúp anh có nhiều năng lượng hơn trong công việc. Dù là một người khá nhã nhặn và hiền lành, nhưng The Rock vẫn có hiểm khích với đồng nghiệp, mà gay gắt nhất có thể kể đến là Vin Diesel. Mọi chuyện bắt đầu từ dòng trạng thái The Rock đăng trên Instagram sau khi cả hai đóng chung The Fate of Furious 2017, tức là Fast 8. Đại khái là The Rock nói bóng nói gió về việc có vài đồng nghiệp nam hành xử không được chuyên nghiệp trong dự án phim. Nếu quan sát bộ phim, chúng ta có thể thấy Vin và The Rock không đóng chung bất kỳ cảnh nào trong The Fate of Furious, nên có thể tự hiểu rằng dòng trạng thái kia ám chỉ ai. Điều này càng được củng cố khi sau này The Rock tách khỏi thương hiệu Fast and Furious và tự sản xuất phim riêng với nhân vật chính của mình có tên là Hobbs & Shaw, đóng cùng người vận chuyển Jason Statham, một ông hói khác. Ngoài ra thì The Rock còn vướng vào vụ drama với DC khi bị Zachary Levi tố rằng The Rock dùng sức ép của mình để thay đổi kế hoạch cho nhân vật Black Adam. Đúng ra thì nhân vật này với nhân vật Shazam sẽ đối đầu với nhau, nhưng The Rock thì một mực muốn nhân vật của mình phải là một người tốt và phải là trụ cột thứ hai của DC, bên cạnh Superman của Henry Cavill. Dù là cuối cùng thì cái vũ trụ đấy cũng sớm đi tong thôi, vì DC giờ đã được James Gunn tiếp quản. Và ông này thì điếu có tiếng là người thích thương lượng lắm. Nhưng mà quả drama này cũng khiến cho hình ảnh của The Rock không còn giống như một hoa hậu thân thiện như trước nữa. Tuy bị đóng khung vào hình tượng nhân vật đô con, chỉ biết đánh đấm, nhưng theo tạp chí Forbes, The Rock là tài tử Hollywood kiếm nhiều tiền nhất trong vài năm qua. Điều này cũng là thành quả do nhiều năm chăm chỉ làm nghề, thử sức với mọi vai diễn. Nhiều người đùa rằng Dwayne Johnson dường như chẳng bao giờ cho phép sự nghiệp điện ảnh của mình được nghỉ ngơi một giây phút nào. Mỗi năm anh đều đóng vài ba bộ phim điện ảnh. Nó cũng đều đặn như cái cách mà anh nâng tạ mỗi sáng. Có lẽ với người đàn ông này, burnout chỉ là từ dành cho kẻ yếu đuối. Chẳng hỏi The Rock là tấm gương sáng của con đường miệt mài chăm chỉ thì sẽ đạt được quả ngọt. Dù không có khả năng diễn xuất xuất sắc, nhưng The Rock đã tìm ra một con đường cho chính mình và kiên trì với nó đến cùng. Cuộc đời anh cũng có rất nhiều thị phi. Dù là một minh tinh màn bạc nổi tiếng, có lẽ những khó khăn trong quá khứ đã là thứ tôi luyện nên tính cách bất khuất cứ lao về phía trước của anh. Năm nay anh đã 51 tuổi. Thời gian mà hòn đá còn cống hiến cho điện ảnh cũng không còn nhiều nữa. Chúc sức khỏe thể chất thì quả là một cái gì đó dư thừa. Nhưng mong rằng anh sẽ luôn giữ vững tinh thần để tiếp tục đồng hành với những bộ phim mới trong tương lai. The Rock không phải vào vai, vai diễn chính là The Rock. Chỉ cần như vậy tôi cũng đã kiếm được cả bội tiền rồi. Vì đúng như những gì anh đã nói, một điều mạnh mẽ nhất mà tôi có thể trở thành đó là trở thành chính mình. Hay thành công không phải lúc nào cũng là sự vĩ đại. Và tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.